Hãy cùng xem hết video để thấy rằng trẻ từ độ tuổi rất nhỏ cũng có thể đọc nói tiếng Anh thành thạo. Mama. Mình chỉ có một điều nhận xét duy nhất đối với phương pháp dạy học tiếng Anh của You Can Read là mình rất là hài lòng. Con mình giờ biết đọc những từ mới chưa gặp mà không cần ai hỗ trợ và không cần bắt chước. Và bé có thể tự đọc nói tốt. Mình sẽ cho con luyện nhiều thêm để con có thể quen hơn, thành thạo đọc nói hơn nữa. Cảm ơn You Can Read. Chỉ 5 đến 10 phút mỗi ngày thôi đã có thể giúp trẻ đọc nói tiếng Anh tốt. Phương pháp đó chỉ có You Can Read mới có thể giúp con làm được. Có You Can Read mang đến cho con kỹ năng và sự tự tin trong việc đọc, nói và phát triển hết tiềm năng học tiếng Anh. Không có You Can Read có thể dẫn đến cả đời con vật lộn với việc đọc và nói tiếng Anh. Nếu con không được học đúng hướng, ba mẹ sẽ càng vất vả và khiến con yêu nản chí. You Can Read là hệ thống duy nhất đầu tiên tại Việt Nam cho ra đời phương pháp này dựa trên đánh giá và nghiên cứu của Hội đồng đọc quốc gia National Reading Panel từ năm 1997. Sở hữu nền tảng tiếng Anh vững chắc với Phonemic Awareness, phương pháp ngữ âm học, được cấp bằng sở hữu trí tuệ thương hiệu, bản quyền tác giả, top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Cùng tìm hiểu và cho con học đúng, con mới phát triển được đủ 4 kỹ năng ba mẹ nhé. Đọc được sẽ nói được sẽ nghe được mới viết được, đây mới là phương pháp hoàn hảo nhất ba mẹ nhé.